Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác phẩm Đại cáo Bình Ngô. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác phẩm. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác. Tác phẩm được viết sau khi quân ta đã đại thắng trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược. Sau đấy, Nguyễn Trãi đã thừa lệnh Lê Lợi viết bài Đại cáo Bình Ngô. Tiếp theo phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc trưng của thể cáo. Cáo là một thể văn nghị luận xuất hiện từ Trung Quốc. Thể loại này dùng để trình bày một chủ trương, một sự nghiệp, tuyên ngôn một sự kiện để mọi người cùng biết. Thể văn này có đặc trưng là có thể được viết bằng văn xuôi hay văn vần, và phần nhiều thì được viết bằng văn hiền ngẫu. Lời lẽ của những bài cáo thường đanh thép, lý luận sắc bén, kết cấu rất rõ ràng. Văn cáo cũng được chia thành nhiều loại. Có văn cáo thường, dùng để viết chiếu sách của vua chuyển xuống. Và có loại văn đại cáo, mang tính chất quốc gia trọng đại. Bài Đại cáo Bình Ngô của chúng ta thuộc loại văn đại cáo. Loại văn đại cáo có kết cấu chặt chẽ và mạch lạc hơn rất nhiều. Tiếp theo phần thứ ba, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa nhân đề. Đại cáo ở đây chỉ thể loại cáo mang ý nghĩa có tính chất lớn của một quốc gia trọng đại. Bình ở đây là dẹp yên. Còn Ngô ở đây là chỉ giặc Minh, gợi lên sự khinh bỉ và lòng căm thù. Vậy Đại cáo Bình Ngô là bài đại cáo mang ý nghĩa tuyên bố về việc dẹp yên giặc Minh. Bài cáo này thực sự là một bài cáo có ý nghĩa rất trọng đại. Vậy bài cáo này sẽ được chia làm mấy phần? Theo như bố cục của sách giáo khoa, chúng ta thấy nó có thể chia làm 4 phần. Phần đầu, nêu luận đề chính nghĩa. Phần số 2, vạch rõ tội ác của kẻ thù. Phần số 3, kể lại quá trình chinh phạt gian khổ và tất thắng của cuộc khởi nghĩa. Cuối cùng là phần số 4, tuyên bố chiến quả, khẳng định sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản. Ta sẽ đọc hiểu lần lượt từng đoạn. Đầu tiên đoạn số 1, nêu chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Để nói về chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tác giả đã nêu nguyên lý chính nghĩa từ tư tưởng nhân nghĩa cho tới việc khẳng định nền độc lập của dân tộc ta. Đầu tiên là tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng nhân nghĩa này là một tư tưởng có tính chất phổ biến, được thời bấy giờ mặc nhiên thừa nhận. Nhân nghĩa được nhiều người giải thích là cách nói, cách hiểu đôi khi khác nhau, nhưng nhìn chung đều thừa nhận nó chỉ mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên cơ sở tình thương và đạo lý. Nhân nghĩa của Nguyễn Trãi có điểm mở rộng. Nhân nghĩa ở đây là yên dân trừ bạo. Tức là nhân nghĩa ở đây có ý nghĩa là tiêu trừ tham tàn bạo ngược để bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân. Cần phải nhấn mạnh, Nguyễn Trãi đã biết chất lọc lấy hạt nhân cơ bản, tích cực trong tư tưởng nhân nghĩa. Chủ yếu nhân nghĩa ở đây là để yên dân, chứ không phải là để phục vụ cho giai cấp phong kiến. Và điều đáng nói hơn nữa là Nguyễn Trãi đã đem đến một nội dung mới, lấy ra từ thực tiễn dân tộc để đưa vào tư tưởng nhân nghĩa. Nhân nghĩa phải gắn liền với chống xâm lược. Nội dung này trong quan điểm Khổng Mạnh và Nho giáo Trung Quốc thì chưa hề thấy. Nhân nghĩa là chống xâm lược. Chống xâm lược là nhân nghĩa. Có như vậy mới bóc trần được luận điệu nhân nghĩa xảo trá của địch, mới phân định rạch ròi ta là chính nghĩa, giặc là phi nghĩa. Thứ hai, tác giả đã nói về chân lý khách quan về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của nước Đại Việt ta. Nó được nói qua một đoạn văn đầy hùng hồn. Như nước Đại Việt ta từ trước,
vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Chân lý ấy đã được nói qua một loạt các từ như từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, cũng khác. Bản dịch rõ ràng đã cố gắng lột tả được hết những tính từ này. Đấy là những tính từ vô cùng chuẩn xác để khẳng định điều chỉ một điều chắc chắn, đó là nền độc lập dân tộc của chúng ta mang tính chất hiển nhiên, vốn có và đã từ lâu đời rồi. Đồng thời ở đây, tác giả đã nói về nền độc lập của dân tộc ta không phải chỉ căn cứ vào mỗi một yếu tố mà căn cứ vào rất nhiều yếu tố. Từ Định Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương, tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Rõ ràng ở đây, tác giả đã đưa ra nhiều yếu tố căn bản để xác định độc lập chủ quyền, từ cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời, cho tới lịch sử và chế độ riêng. Đặc biệt là tác giả chú ý tới hào kiệt đời nào cũng có. Ta có thể so sánh chân lý về nền độc lập dân tộc trong bài Đại cáo Bình Ngô với bài Sông núi nước Nam mà học sinh đã học từ lớp 7. Để từ đó chúng ta thấy ý thức độc lập dân tộc của Đại cáo Bình Ngô toàn diện và sâu sắc hơn rất nhiều. Toàn diện hơn vì ý thức độc lập dân tộc trong Sông núi nước Nam được xác định chủ yếu trên hai yếu tố lãnh thổ và chủ quyền. Còn đến Đại cáo Bình Ngô, một số yếu tố nữa đã được bổ sung như văn hiến, phong tục tập quán, lịch sử. Nó còn sâu sắc hơn bởi vì trong quan niệm của dân tộc, Nguyễn Trãi đã ý thức được yếu tố văn hiến, truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc. Và ở đây chúng ta có thể chú ý từ đế trong nguyên văn chữ Hán, các đế nhất phương, tức là các vị vua, các vị đế hùng cứ mỗi phương. Nhiều bản dịch trước đây dịch là làm chủ, hùng cứ, thì nay đều bỏ, chỉ giữ lại chữ đế thôi. Chữ đế được giữ nguyên, rõ ràng hùng cứ và xưng đế rất khác nhau, cả về tính hợp pháp và quyền lực. Đế là vua thiên tử, là duy nhất, là toàn quyền. Ở trong Nam Quốc Sơn Hà, tác giả đã khẳng định Nam đế cư, vua nước Nam ở. Tác giả qua đấy đã khẳng định được sự đối lập của vua Nam đế với cả Bắc đế, phủ nhận tư tưởng trời không có hai mặt trời, đất không có hai hoàng đế. Mục đích đó dù sao cũng chưa được phát biểu bằng cách so sánh trực tiếp như Nguyễn Trãi đã làm. Lý do là phải đến thời Nguyễn Trãi, sau khi đã có 4 thế kỷ giành độc lập, sau khi đã có những triều đại tồn tại ngang hàng với triều đại phương Bắc, thì Nguyễn Trãi mới có đủ tiền đề lịch sử để so sánh chứng minh. Lại nữa, tác giả Nam Quốc Sơn Hà đã khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc dựa vào thiên thư, còn Nguyễn Trãi thì khẳng định dựa vào lịch sử. Đó là bước tiến của tư tưởng thời đại, đồng thời là tầm cao tư tưởng của Nguyễn Trãi. Nó khẳng định một điều, chúng ta ngang hàng với Trung Quốc. Từ đấy, tác giả nêu ra một sự thực lịch sử. Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải kêu vong, Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Ở đây tác giả đã liệt kê những thất bại của giặc và chiến thắng của ta để làm rõ hơn nữa một tư tưởng, đấy là chúng ta hoàn toàn độc lập. Ý thức độc lập toàn diện và sâu sắc này đã trở thành một điều mà chúng ta vô cùng tự hào. Và đấy cũng là điều làm cho bài Đại cáo trở thành áo tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần thứ hai, tố cáo tội ác của giặc Minh. Nếu phần 1 là tiền đề lý luận, thì phần số 2 là phần tiền đề thực tiễn để từ đó rút ra một chân lý, đấy là chúng ta xứng đáng được hưởng nền độc lập. Tội ác của giặc Minh đã được nói đến như thế nào? Ở đây đầu tiên tác giả đã vạch trần âm mưu xâm lược. Nhân họ Hồ chí sự kiền hà, để trong nước lòng dân oán hận,
quân cuồng minh thừa cơ gây họa, mọi gian tà bán nước cầu vinh. Ở đây những từ nhân và thừa cơ đã làm rõ được âm mưu thâm độc của kẻ thù, lột trần luận điệu giả nhân giả nghĩa, phù trần diệt hồ mà bọn giặc đưa ra. Chúng đã mượn cái việc nhà Hồ cướp nhà Trần là một nguyên nhân, là một nguyên cớ để chúng thừa cơ gây họa, thừa cơ kéo quân vào xâm lược đất nước ta. Đó chỉ là một luận điệu mượn gió vẻ măng và vô cùng thâm hiểm của bọn thiên triều này. Điều đáng chú ý là khi vạch trần âm mưu xâm lược của giặc Minh, Nguyễn Trãi đã đứng trên lập trường dân tộc. Nhưng khi tố cáo chủ trương cai trị thâm độc và tội ác của giặc, thì Nguyễn Trãi đã đứng trên lập trường nhân bản. Và lập trường nhân bản ấy, qua việc tác giả đã tố cáo những chủ trương cai trị thâm độc đến mức tàn nhẫn, vô nhân tính của kẻ giặc, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ. Đó là tội ác diệt chủng vô cùng dã man. Bằng những việc làm này, chúng đã tàn sát rất nhiều người dân vô tội, hủy hoại cuộc sống của người dân lương thiện. Không chỉ vậy, chúng còn làm ra nhiều những hành động chính sách tàn nhẫn như là tăng thuế, tàn sát cả giống côn trùng cây cỏ, cả môi trường của chúng ta. Chúng còn bắt người dân của chúng ta phải đi tìm hết những sản vật, dù đấy là bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, dù là bị ém vào núi đại cát tìm vàng, thì chúng cũng không từ một thủ đoạn nào. Nguyễn Trãi đã tổng kết lại trong câu: xét sản vật, bắt chim trả, trốn chuồng lưới răng, nhiễu nhân dân, bẫy hưu đen, nơi nơi cạm đặt. Những tội ác ấy, tất cả những chính sách ấy, làm cho người dân của chúng ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, không còn đường sống. Và trong tất cả các tội ác thì có lẽ ghê gớm nhất chính là tội ác diệt chủng. Để thể hiện những tội ác này, Nguyễn Trãi đã viết bằng một nghệ thuật viết cáo trạng vô cùng phức tạp. Đầu tiên, tác giả dùng rất nhiều hình tượng để diễn tả tội ác của kẻ thù, như nướng dân đen, như vùi con đỏ. Dân đen con đỏ ở đây là hình ảnh chỉ tới người dân vô tội. Nó đã diễn tả rất thực tội ác man rợ kiểu trung cổ của giặc Minh, và đồng thời vừa có ý nghĩa khắc ghi muôn đời trong lòng chúng ta những tội ác này. Hay có những câu: thằng há miệng đứa nhe răng, máu mỡ bấy no lê chưa chán. Những câu văn ấy khắc họa bộ mặt như quỷ sứ khát máu người của lũ giặc. Bọn giặc tái hiện không phải người bình thường nữa. Rồi hay có những câu kết thúc bản cáo trạng. Đây cũng là những câu văn rất giàu ở hình tượng. Độc ác thay, Trúc Lam Sơn ghi không hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Ở đây, tác giả đã lấy cái vô hạn như Trúc Lam Sơn để nói lên cái vô hạn là tội ác của giặc. Dùng cái vô cùng là nước Đông Hải để nói từ cái vô cùng là sự nhơ bẩn của kẻ thù. Từ đấy, làm ta cảm nhận sâu sắc hơn về tội ác của bọn giặc. Đồng thời ở đây, tác giả đã dùng rất nhiều thủ pháp như liệt kê, phóng đại, tương phản để làm rõ tội ác của giặc và khốn cùng của nhân dân ta. Thứ ba, tác giả đã dùng giọng văn rất đa dạng. Khi tố cáo tội ác của kẻ thù thì anh thép ốt thận sôi trào. Còn khi nói về nỗi thống khổ của nhân dân ta thì cảm thương, thống thiết. Lời văn giọng văn đa dạng như thế làm cho chúng ta hiểu rõ được tâm sự của tác giả. Rõ ràng là ở đây tác giả đã đứng trên lập trường nhân nghĩa để tố cáo tội ác. Và từ đấy, tác giả đã đi đến đoạn số 3, nói về quá trình kháng chiến chống giặc Minh và thắng lợi của nhân dân ta. Quá trình ấy đã được tái hiện thành hai giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn đầu với rất nhiều khó khăn. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn đầu chính là một giai đoạn mà tác giả muốn nhấn mạnh hơn. Và tác giả đã tái hiện cái giai đoạn đầu ấy qua hình ảnh hình tượng của Lê Lợi. Hình tượng của Lê Lợi được tái hiện xuyên suốt với hình ảnh với cụm từ ta đây. Ta đây núi Nam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình. Từ cụm từ xưng ta đây, ta thấy được Lê Lợi là một con người có nguồn gốc xuất thân
từ những người dân bình thường thôi. Cách xưng hô cũng thể hiện sự nguồn gốc xuất thân này của tác giả. Thế nhưng ở trong con người dân tưởng rất bình thường này lại có chứa những phẩm chất tính cách vô cùng kiệt xuất, xứng đáng là một người lãnh đạo. Đó là phẩm chất ngẫm thù lớn, há đội trời chung, căm giặc nước, thề không cùng sống. Ở trong con người Lê Lợi có lòng căm thù giặc sâu sắc. Lòng căm thù giặc ấy rõ ràng là chúng ta đã gặp trong hình ảnh của Trần Quốc Tuấn, hình ảnh của một bậc đại tướng đã từng viết tác phẩm Hình Tướng Sĩ. Không chỉ thế, trong con người của Lê Lợi còn có những suy nghĩ vô cùng sáng suốt, có lý tưởng, có hoài bão lớn lao và quyết tâm thực hiện được lý tưởng ấy. Để chiến đấu chiến thắng giặc Minh, ông không phải suy nghĩ chỉ trong vòng 1-2 ngày, mà ông đau lòng như óc chuốc đà 10 mấy năm trời. Ông chăn trở rất nhiều với cả việc đánh giặc Minh, phục hồi lại đất nước. Rõ ràng ở đây, ta thấy là tác giả đã miêu tả hình ảnh, hình tượng của Lê Lợi xứng đáng là một con người đại diện cho ý chí khát vọng của toàn dân tộc, một người anh hùng, một vị vua với lý tưởng lớn lao, với cả những tính toán đắn đo, lòng căm thù giặc. Ở đấy chúng ta thấy rằng nỗi lòng của Lê Lợi rất gần với nỗi lòng của rất nhiều vị anh hùng, mà tiêu biểu là Trần Quốc Tuấn, cũng là lòng căm thù, căm giận trào sôi trước kẻ địch. Trần Quốc Tuấn đã từng nói: ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Còn ở đây thì Lê Lợi nói: đau lòng như óc. Và cả hai người cùng nuôi một chí lớn. Trần Quốc Tuấn thì tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Còn Lê Lợi thì nếm mật nằm cai, quên ăn vì giận. Và họ cùng chung một quyết tâm sắt đá. Trần Quốc Tuấn thì dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, thì Lê Lợi mang đến những trằn trọc trong cơn mộng mị. Lê Lợi là anh hùng kiểu của Trần Quốc Tuấn. Chính cảm hứng về truyền thống dân tộc đã giúp Nguyễn Trãi khắc họa thành công hình tượng người anh hùng Lê Lợi. Và cũng qua hình tượng người anh hùng Lê Lợi, tác giả đã nói lên được tính chất nhân văn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa ấy mới đầu phải trải qua rất nhiều những khó khăn, nhưng sau đó thì bằng sự giúp đỡ, bằng rất nhiều nghiên cứu thì nó cũng đã vượt qua khó khăn để đi đến giai đoạn tổng thành công. Các khó khăn này đã được diễn tả ở trong tác phẩm như thế nào? Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thủ đứng mạnh, khó khăn đầu tiên chính là quân thủ đang rất mạnh. Còn bên quân ta thì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc buôn tàu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác thiếu người bàn bạc. Đó là việc ở chúng ta đã thiếu người tài. Việc thiếu người tài này lại đi kèm với cả khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một đội. Chúng ta thiếu cả về lương thực, thiếu cả về quân đội. Rõ ràng là chúng ta thiếu hết. Đối lập với kẻ thù thì có một lực lượng rất mạnh. Thế nhưng chúng ta đã khắc phục thế nào? Như vừa nói thì chúng ta thấy khắc phục đầu tiên chính là do ý chí của con người đã. Chúng ta đã gắng chí khắc phục gian nan. Từ người anh hùng đứng đầu là Lê Lợi cho đến tất cả các tùy tùng tướng sĩ đều luôn luôn mang một ý chí sắt đá đã chống giặc cứu nước. Và đặc biệt đó chính là nhân dân bốn cõi một nhà, tướng sĩ một lòng phụ tử. Đó chính là sự đoàn kết toàn dân. Ở đây Lê Lợi đã cùng nghĩa quân vượt qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, và họ vượt qua bằng tinh thần đoàn kết. Không chỉ là tướng sĩ đoàn kết mà đó còn là sự đoàn kết với nhân dân. Rất nhiều lần Lê Lợi đã được cứu thoát chết nhờ sự giúp đỡ, tương trợ của nhân dân. Và vì thế cuộc khởi nghĩa mang cái chất toàn dân này mới đi đến được giai đoạn thắng lợi. Đi kèm với cả hai yếu tố nói trên, yếu tố thứ ba chính là binh pháp phù hợp. Chúng ta đã dùng chiến thuật du kích, lấy ít địch nhiều, dùng yếu thắng mạnh. Và không ngờ với binh pháp quá phù hợp này, trong địa hình và trong số lượng quân ít ỏi của đất nước ta, thì chúng ta đã dần dần giành được ưu thế ở trên chiến trường. Từ đây cuộc khởi nghĩa đã vượt qua những giai đoạn khó khăn hồi đồng
để đi đến giai đoạn tổng phản công giành thắng lợi. Giai đoạn thứ hai đã được miêu tả với rất nhiều trận đánh hào hùng, như là ở trong đợt phản công thứ nhất, trận Bồ Đằng là trận mà chúng ta giành ưu thế, mở ra một cách bất chợt làm cho kẻ thù không kịp trở tay. Nó được ví như sấm vang chớp giật. Trận thứ hai là trận Trà Lâm, cũng thế, với cả một khí thế ngút trời làm trúc trẻ cho bay. Đây là các trận đánh nhanh mạnh như vũ bão thần tốc chớp nhoáng. Để rồi từ đấy ta thì sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh. Ta lần lượt chiếm lại được những đất cũ, thu về những vùng đất mà chúng ta đã bị mất. Lòng quân thì thêm hăng hái, làm chủ tình hình chiến trận. Còn giặc nghe hơi mà mất vía, nín thở cầu thoát thân. Có kẻ thì có bó tay đợi bại vong. Chúng ta hoảng hốt hoang mang co cụm lại, không thể ngờ quân ta lại có một lực lượng mạnh như thế. Vì thế, chúng đã cử viện binh sang. Thế nhưng, ta trước đã điều binh thù hiểm, sau lại xem sai tướng chẹn đường viện binh của giặc. Vì thế nên chúng ta đã giành thế trận chủ động trên mọi mặt. Bọn địch khi thấy chúng ta tiêu diệt thì khiếp vía vỡ mật, xéo lên ngay nhau chạy thoát thân. Nhưng sự thất bại của chúng đã được báo trước với một loạt các thất bại liên tiếp. Ngày 18 Liễu Thăng thất thế, ngày 20 Liễu Thăng cột đầu, Bá Tước Lương Minh thì bại trận tử vong, Lý Khánh thì cùng kế tự vẫn. Chúng đều chịu những thất bại thảm hại. Nhưng để muốn cuộc chiến này kết thúc nhanh thì chúng ta đã tiếp tục mở cuộc tổng phản công cuối cùng. Phản cuối cùng, lúc bây giờ ta đã kém những người hùng hổ nhất, chuẩn bị rất là kỹ. Và hình ảnh mà chúng ta chuẩn bị cho trận tổng phản công này đã được nói đến bằng những hình ảnh phóng đại rất đẹp. Luôn mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Từ đấy, chúng ta thấy diễn biến hoàn toàn có lợi cho ta. Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp liệt kê cùng một loạt cái hình ảnh phóng đại. Đánh một trận sạch không tình nào, đánh hai trận tan tác chim muông, nổi gió to chút sạch lá khô, thông tổ kiếm phá toang lê vỡ. Ở đây tác giả đã diễn tả sức mạnh vô song của quân ta, chiến thắng lừng lẫy vang dội. Trên màn hình là hình ảnh của những cái này, đây là trận thất bại xúc động. Với mưu kế tiến hành đánh nhanh thì chúng ta đã chiến thắng được kẻ thù một cách nhanh chóng. Hay có trận Chi Lăng và trận Xương Giang, chúng ta đã tiêu diệt được đạo quân của Liễu Thăng kéo đến để được viện trợ. Và ở đây, để thể hiện được những trận đánh này, tác giả đã dùng một loạt các biện pháp nghệ thuật. Đầu tiên là tác giả đã dựng lên bức tranh bằng một nghệ thuật và những hình tượng lớn lao, hùng vĩ của thiên nhiên và con người. Chiến thắng của ta thì được miêu tả với cả sấm vang, chớp giật, trúc trẻ cho bay. Sức mạnh của ta đến đá núi cũng mòn, nước sông cũng phải cạn. Còn thất bại của kẻ địch thì nước chảy thành sông, máu chảy thành sông, máu đỏ trôi nước, thay chất đầy nộn. Khung cảnh chiến trường thì được miêu tả, sắc phong vân phải đổi, ánh nhiệt liệt phải mờ. Rõ ràng, bút pháp mang đậm tính chất anh hùng ca này đã diễn tả được rất chân thực khung cảnh của chiến trường, cũng như hình ảnh của quân ta và địch. Đồng thời bên cạnh đấy thì ta thấy tác giả còn dùng rất nhiều các động từ mạnh kết hợp với những tính từ ở mức độ tối đa để tạo thành những dung chuyển dồn dập dữ dội, và nó tạo thành hai mảng trắng đen đối lập
thể hiện khí thế chiến thắng của quân ta và sự thất bại của kẻ địch. Câu văn thì khi dài khi ngắn, biến hóa rất linh hoạt, trên nền chung là nhạc điệu dồn dập sảng khoái. Âm thanh giòn giã hào dụ hào hùng như sóng trào bão cuốn, đó là nhịp của triều dâng sóng dậy hết lớp này đến lớp khác. Xem giữa những bản anh hùng ca, chúng ta thấy được có những cái phần tác giả đã thể hiện giọng trầm trong việc nói về những tổn thất của cuộc kháng chiến. Ở đây chúng ta thấy cuối cùng thì chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng, một chiến thắng vô cùng vẻ vang làm cho kẻ thù phải ghê sợ. Thế nhưng ở đây điều đặc biệt là sau khi chiến thắng chúng ta đã làm thế nào với kẻ địch? Chúng ta đã làm thế nào? Chúng ta đã cứu binh hai đạo tam tành. Ngay khi bọn kẻ địch đã thua rồi, chúng ta vẫn cấp cho chúng thuyền, cấp cho chúng cả lương để chúng trở về đất nước. Để rồi khi trở về, tin chúng vẫn tin đập chân run. Như vậy ở đây, miêu tả kẻ thù hèn hạ nhục nhã bao nhiêu, nhưng lại càng tô đậm chính nghĩa nhân đạo của khởi nghĩa chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta đã kết thúc cuộc chiến bằng việc làm nhân đạo, chứ không phải bằng cảnh đồng rơi máu chảy nữa. Từ đấy thì tác phẩm đã đi đến phần cuối cùng. Phần thứ tư, tuyên bố hòa bình đã trở lại. Xã tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới. Ở đây rõ ràng là Nguyễn Trãi đã thay lời lên lợi, trịnh trọng tuyên bố về nền độc lập mãi mãi trường tồn vĩnh cửu với cả dân tộc ta. Lời văn ở đây có một cái điểm thay đổi, nó không phải mang chất nhanh mạnh hào hùng như là ở trong những đoạn trước, mà nó mang tính chất thường như là chậm lại, càng ngày càng lúc càng trang trọng hơn để công bố về nền độc lập này. Và để rồi ở trong câu nói tiền không bĩ mà lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh, chúng ta không phải chỉ thấy được mỗi niềm tin phơi phới vào trong tương lai của đất nước, mà ở đấy chúng ta còn thấy bài học lịch sử mà tác giả rút ra. Để đất nước phát triển cần phải làm gì? Kiền khôn vĩ rồi đại thái, có nghĩa đất nước có thể đi xuống nhưng rồi nó sẽ đi lên, và muốn đi lên thì nó phải có thái, tức là phải có gì đây, có sự đổi mới. Cũng như thế, nhật nguyệt hối rồi lại minh, nhật nguyệt tối rồi lại sáng. Chữ minh ở đây là việc mà chúng ta cần phải đi theo một con đường đúng đắn. Ở đây tác giả đã dùng tư tưởng thái và minh để nói về trước cho chúng ta biết về sự ra đời của nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê chính là một sự đổi mới phù hợp với lịch sử. Bên cạnh đấy, tác giả còn nêu ra một bài học nữa. Để chiến thắng, chúng ta phải nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng ngầm giúp đỡ. Như vậy ở đây, tác giả đã nêu cao về đạo lý truyền thống của dân tộc. Đạo lý ấy không chỉ là sự đoàn kết toàn dân, mà còn là truyền thống nhân ái, yêu nước muôn đời. Để rồi, tác phẩm đã kết lại trong những câu thể hiện niềm vui trong chiến thắng, niềm tin mãnh liệt hơn nữa vào lịch sử tương lai của đất nước. Như vậy là ở đây chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ phần nội dung chính của tác phẩm này. Từ đây chúng ta sẽ đi sang tổng kết những nét chính. Tổng kết những nét chính, ta thấy về mặt nội dung, đây là một tác phẩm xứng đáng là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta ở thế kỷ thứ 15. Và nó được gọi là một áng thiên cổ hùng văn, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trí luận và yếu tố văn chương. Về mặt nghệ thuật thì chúng ta thấy được yếu tố trí luận của tác phẩm hiện rất là rõ ràng qua việc tác giả có nối văn ở mức chặt chẽ, rõ ràng. Bên cạnh đấy là yếu tố văn chương với rất nhiều những hình ảnh biểu cảm, với sự kết hợp các câu văn, kết hợp từ ngữ, làm cho chúng ta thấy như là được sống lại trong trận chiến đấy, được hòa chung trong niềm vui của độc lập dân tộc. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ tác phẩm. Mong là các em sẽ hiểu hơn về tác phẩm này, tự hào về lịch sử dân tộc ta.
còn các thầy cô giáo sẽ có những bài giảng văn thú vị. Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh.